Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam núi hàng khai thác dáng độ bay ha. Đó, cây đã rất là già rồi, mọi người có thể thấy màu da của cây màu trắng xóa rất là già rồi nè. Và đặc biệt đây là một cây sam núi trái nữa ha, nó ra trái rồi. Sam núi hàng khai thác mà còn trái nó thì cũng khá là hiếm. Đã được em vô chỗ Nhật rồi nè. Và mình cứ để thế này, mình để bàn mình chơi thôi, đắp cho nó thêm một ít rêu ha. Nuôi thêm cái chi dăm này cho càng ngày nó càng dày ra. Và nó ra vài chùm trái nữa là cây này ngắm sẽ rất là đẹp. Tàn độ của nó bay ra là khoảng tầm 22 cm ha. Nó được vô chậu gốm Nhật rồi. Cây rất là nhỏ nhưng mà rất là già và duyên. Giờ rồi em xin báo giá kêu giao lưu cây sam núi giá trái dáng bay này với giá là 170 ngàn em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo em để phần mô tả. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.